Mến chào quý vị và các bạn. Tiếp tục với những bài đánh giá sản phẩm thức ăn dành cho thú cưng của Tiki Pet Store, shop có nhận được một lời tâm sự như sau. Mình có một bé poodle này đã được 1,5 tuổi đang sử dụng thức ăn hạt Royal Canin Poodle trưởng thành. Gần đây thấy bé khá biến ăn nên mình muốn đổi một sản phẩm thức ăn khác cho bé. Tìm kiếm trang mạng mình thấy sản phẩm hạt cho chó NF6 Free được đánh giá khá tốt. Mình đọc review trên mạng thấy có thể sử dụng cho giống chó poodle hay những giống chó nhỏ. Tuy nhiên mình vẫn hoài nghi về sản phẩm, không biết sản phẩm có sử dụng tốt cho chú cún của mình không. Cửa hàng có thể tư vấn kỹ giúp mình về sản phẩm NF6 Free cho chó này không? Rồi, xin cảm ơn bạn đã gửi lời tâm sự với mình. Nhân tiện ở bài đánh giá này, Tiki Pet Store sẽ đánh giá chi tiết sản phẩm thức ăn hạt cho chó NF6 Free để có thể giải đáp cho thắc mắc cho bạn và các khách hàng của shop một cách tốt nhất, cũng như các bạn đang quan tâm để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm hạt cho chó này nhé. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký để xem được nhiều video hay hơn và hấp dẫn hơn nhé. Về cách đóng gói và bảo quản sản phẩm, thức ăn hạt NF6 Free được cung cấp với hai kích thước túi, đó là túi 2kg và 6kg. Khi bạn mua túi 2kg sẽ bao gồm 10 túi nhỏ bên trong một túi 200g. Còn ở túi 6kg sẽ là 15 túi nhỏ bên trong với một túi 400g. Theo mình, việc đóng gói sản phẩm theo từng gói nhỏ bên trong giúp ích cho việc bảo quản sản phẩm hơn. Thông số sản phẩm được nhà sản xuất công bố với công thức 60, an toàn cho chó. Đúng với tên gọi 6 Free, bạn có thể hiểu đơn giản, thức ăn hạt NF này được sản xuất với công thức 60, an toàn không gây hại cho chó. Cụ thể như không chất đột biến gen, không thuốc kháng sinh, không thuốc trừ sâu, không thuốc hormone, không chất tạo màu nhân tạo, không chất bảo quản hóa học. Công thức organic an toàn cho chó. Organic được sử dụng để chỉ những sản phẩm thức ăn với thành phần chiếm hơn 70% thành phần từ tự nhiên. Thật vậy, với công bố của nhà sản xuất, hạt cho chó NF6 Free có hơn 70% là thành phần hữu cơ, mang lại một số lợi ích cũng như an toàn cho những chú cún cưng của bạn. Những thành phần quan trọng có thể kể đến như khoai lang hữu cơ, giúp ngăn ngừa ung thư, chứa nhiều thành phần vitamin, canxi, chất xơ thực vật. Lúa mạch hữu cơ, giàu chất xơ và protein giúp tăng tỷ lệ tiêu hóa hấp thụ các chất. Bí ngô hữu cơ, tăng cường miễn dịch, mật lông và tăng trọng lượng. Đậu xanh, giúp tạo hương vị thơm ngon cho sản phẩm, đồng thời cũng có chức năng giải độc cơ thể, chống oxy hóa, làm đẹp da và lông. Gạo, hỗ trợ tiêu hóa, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi cho thú cưng. Cà rốt hữu cơ, giúp tuần hoàn máu, tăng cường miễn dịch, bổ sung vitamin A tốt cho mắt. Phân tích hàm lượng dinh dưỡng. Độ ẩm 11%, protein 26%, béo thô 10%, xơ thô 6%, chất khoáng 8%, phốt pho 0.4% đến 2%, canxi 1-2%. NF6 Free 3 vị cho người dùng lựa chọn. Như đã nói ở trên, với mỗi vị thức ăn sẽ có những đặc điểm riêng mang lại những giá trị dinh dưỡng khác nhau cho thú cưng của bạn. Cùng với đó, tùy vào thói quen sử dụng mà bạn có thể lựa chọn mùi vị thức ăn sao cho phù hợp với chú cún của bạn. NF6 Free vị vịt cung cấp chất đạm từ thịt vịt, bột thịt cá hồi, bột thịt gà. Thịt vịt là nguồn cung cấp protein cao, ít gây kích ứng và chứa nhiều axit amin thiết yếu. Cùng với đó là cung cấp nhiều vitamin A, B, C, khoáng chất sắt, kẽm, phốt pho, giúp cải thiện tuần hoàn, phòng chống các bệnh về tim mạch, tăng cường thể miễn dịch, cải thiện thể chất, giúp lông và da khỏe mạnh. NF6 Free vị cừu cung cấp chất đạm từ thịt cừu, bột thịt cá hồi, bột thịt gà. Thịt cừu cung cấp protein dễ tiêu hóa, chứa nhiều vitamin A, B3, B6, B12, khoáng chất thiết yếu, sắt, canxi, photo, giúp phát triển cơ bắp xương khớp, tăng cường hệ miễn dịch, giúp chăm sóc lông và da khỏe mạnh. NF6 Free vị cá hồi với nguồn chất đạm từ bột thịt cá hồi và thịt gà, cung cấp nhiều axit béo omega 3 và 6 từ thịt cá hồi tự nhiên, giúp ngăn ngừa các bệnh vệ tim mạch, chống viêm da, giúp lông óng mượt. Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng tốt cho những thú cưng cần chăm sóc da và lông, đặc biệt có thể sử dụng tốt cho các giống chó như poodle, fox, sóc, corgi. Hình dạng hạt thức ăn NF6 Free có hình tam giác và được đánh giá là khá nhỏ. Điều này rất tốt để bạn có thể sử dụng cho chó con cũng như các giống chó kích thước nhỏ. Vậy có nên mua hạt NF6 Free cho chó không? Hạt cho chó NF6 Free đây được xem là một dòng sản phẩm thức ăn cao cấp dành cho chó. Với các thành phần và công dụng được nêu ở trên thì có thể nói đây là một dòng sản phẩm an toàn và rất tốt cho các chú cún của bạn. Nếu so sánh với sản phẩm Royal Canin Poodle của khách hàng đang sử dụng thì sản phẩm này có phần nhỉnh hơn về một số mặt. Cụ thể, NF6 Free có giá 440.000 đồng cho 2kg, trong khi Royal Canin Poodle với 2kg thì có giá là 453.000 đồng. So sánh về sự tiện nghi trong khâu bảo quản thì NF6 Free lại cao hơn do được phân bố đều cho các túi nhỏ với trọng lượng 200g một túi. Về độ chất lượng sản phẩm thì hai sản phẩm này đều có tên tuổi trên thị trường hiện nay. Nếu bé đang cảm thấy chán ăn thì bạn có thể đổi sang loại này cho bé, vì chất lượng của hai sản phẩm này đều không thua kém nhau là bao nhiêu. Với sản phẩm NF6 Free có thể làm bé nhà bạn ăn ngon hơn thì sao? Trên đây là các thông tin về sản phẩm NF6 Free dành cho chó với 3 vị cá hồi, vị thịt cừu và vị thịt vịt. Nếu có thắc mắc về sản phẩm trên cần được tư vấn thì đừng quên truy cập website hoặc liên hệ với cửa hàng Tiki Pet Store để được tư vấn tốt nhất.
Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé.